video spoil, thích thì xem, không thích đợi lúc nào thích thì xem. Còn đã xem thì nhớ like, share, ủng hộ nhé. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với HD Tộc Anime. Hôm nay chúng ta tiếp tục khám phá series Overlord với 3 thành viên cuối cùng trong đội Pleiades, Seven Sisters. Đầu tiên là Solution Epsilon, thành viên quyến rũ, sang chảnh, ngọt nước nhất hội chị em. Solution thuộc chủng Slam, được tạo ra bởi Hiro Hiro, là một ông đấng cũng là Slam. Nếu bạn nào quên thì ông này chính là Slam tím lịm trong nhiều oan hồn bất tán nói chuyện với một Momonga ngay trước khi game đóng cửa. Vì là chủng Slam nên Solution có thể thay đổi ngoại hình và tất nhiên chả dại gì không chọn cho mình một thân hình siêu mẫu anh em nhỉ. Cô thường xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, mà theo light novel mô tả thì từ đẹp cũng không đủ để diễn tả vẻ mỹ lệ của cô. Solution sở hữu mái tóc vàng với những lọn tóc uốn xoăn, đôi mắt xanh, thân hình sexy nóng bỏng như tiếng dao. Bánh mì nóng giòn đây. Solution cũng được đánh giá sánh ngang Hoàng Kim Công Chúa, nhưng theo tôi thì Renner hoàn toàn không có cửa. Bộ trang phục hầu gái của cô ngoài phần giáp ở chân ra thì khá kiệm vải, nó cũng dễ dàng để cởi. Còn cởi để làm gì thì anh em coi tiếp sẽ rõ. Thường thì Slam trong các bộ khác không có giới tính, nhưng bộ này thì khác, và Solution là một Slam nữ. Với Karma âm 400, Solution là một trong hai Pleiades nguy hiểm nhất đối với con người. Chủng Slam của cô là Predator Slam, Slam ăn thịt. Cô coi con người là món đồ chơi và đồ ăn. Mỗi khi được đề xuất xin phần thưởng từ Ains thì cô thường chọn con người, không một chút nhân từ. Solution thích nhất những kẻ còn sống và vô tội. Cái săn mồi của cô khá giống loài hoa bắt mồi. Áo quần dễ cởi vốn là để lộ những chỗ cần lộ nhằm thu hút những kẻ háo sắc. Đến khi thời cơ chín muồi, cô sẽ tung đòn cuối cùng bằng cách để lộ ra thịt thơm ngon ngọt nước, con mồi sẽ tự động xa lưới. Có những con mồi thông thường một khi đã chạm vào người cô thì không thể nào thoát ra được và bị hấp thụ một cách từ từ, tận hưởng những tiếng la hét, sự sợ hãi và tuyệt vọng của con mồi là một trong những thú vui của Solution. Ngoài sở thích ăn thịt, Solution cũng vô cùng hứng thú với xương, nhưng chỉ là xương của Ains thôi nhé. Cô từng bắt cóc Miyoshi, con Slam Ains dùng để tắm. Sau một hồi Ains cùng với Yuri tra khảo, Solution mới khai ra rằng mình muốn được trực tiếp tắm cho Ains và liếm láp cơ thể xương sẩu của anh. Ains có vẻ khá sốc bởi anh đã phải quay mặt đi và im lặng khá lâu. Cuối cùng anh phải từ chối với lý do xem cô như con gái của Hiro Hiro. Mỡ tận miệng mà không được húp. Đấy, anh em đừng tưởng có dàn harem là sướng nhé. Ngoài ra, theo Naboral, Solution về fan shelter trong cuộc chiến hậu cùng của Ains. Trong công việc, Solution khá thông minh và nhạy bén. Cô hoàn toàn làm tốt vai diễn tiểu thư đồng đảnh trong nhiệm vụ thu thập thông tin. Việc cô phản ánh về hành động của Sebas cho thấy cô có thể phân tích và đánh giá tình hình khá tốt. Solution luôn hành động theo hướng lợi ích của Nazarick. Cô sẵn sàng đối chất với sếp Sebas về hành động ảnh hưởng đến Nazarick. Và khi Sebas không dừng hành động của mình lại, cô đã tố cáo ông về Albedo. Về sức mạnh, Solution là một thanh cơ vật lý chính hiệu giống với đấng tối cao Hiro Hiro của cô. Cô có level 57. Trong đó, tổng cấp độ chủng tộc là 45, các class bao gồm Shogot level 10, Abusala level 10, Predator Slam level chưa rõ, còn lại 25 level chưa rõ. Tổng cấp độ nghề nghiệp là 12, các class bao gồm Assassin level 2, Poison Maker level 4, Master Assassin level 1, còn lại 5 level chưa rõ. Chỉ số cơ bản, máu 51, mana 15, tấn công vật lý 42, phòng thủ vật lý 47, nhanh nhẹn 61, tấn công phép 9, phòng thủ phép 44, chống chịu 55, tuyệt kỹ 53, tổng chỉ số 377. Solution có đôi chút khác biệt với các chị em khi sức mạnh của cô được xây dựng xoay quanh class chủng tộc, với 45 level chủng tộc trên tổng cộng 57 level của cô. Trong đó, hai chủng tộc đầu tiên của cô, Shogot và Abusala, dựa vào thần thoại Cthulhu của Howard Phillips Lovecraft. Cơ thể Solution giống như một đầm lầy không đáy, cô có khả năng bảo vệ hoặc phân giải những thứ cô đã hấp thụ vào người. Tốc độ phân giải cô cũng có thể điều chỉnh được. Là một Slam, cô miễn nhiễm sát thương từ các đòn tấn công vật lý thông thường, cũng như có khả năng chống chịu mạnh với các đòn đâm chém. Tuy nhiên, những đòn đập bằng vũ khí hạng nặng như chùy có thể làm cô ấy bị thương. Ngoài khả năng thanh cực mạnh đến từ class chủng tộc, Solution còn là một nhân vật đạo tặc với kỹ năng của class nghề liên quan đến sát thủ và điều chế độc dược. Solution có tốc độ khá kinh ngạc khi ngay cả những thành viên của Six Arms cũng không thể nhận ra sự di chuyển của cô. Solution còn có kỹ năng dò đường đỉnh hơn Google Maps, do đó cô chuyên phát hiện bẫy, truy đuổi, trinh sát và sử dụng chất độc trong chiến đấu. Cô có thể vượt qua giới hạn nghề nghiệp mà các cuộn phép yêu cầu bằng một bộ kỹ năng đạo tặc chưa xác định và sử dụng nhiều loại cuộn phép để bù đắp cho hạn chế về ma pháp phụ trợ của bản thân. Solution còn có thể biến các ngón tay thành ống tiêm và tiêm chất độc do cơ thể cô sản xuất vào kẻ địch. Chúng là các chất độc gây mê mạnh hoặc làm giãn cơ, phù hợp để bắt giữ và kiểm soát con mồi. Thêm vào đó, kỹ năng của class sát thủ của cô rất hữu dụng để ẩn mình trong những chiếc bóng. Nhiều anh em sẽ nhầm lẫn với kỹ năng đi xuyên tường. Các kỹ năng có tên của Solution hầu hết đến từ game Mask for the Dead, nên tôi sẽ không giới thiệu trong video này. Anh em tự tìm hiểu nhé! Trang bị nổi bật của cô chỉ có bộ giáp chiến hầu và một vài cuộn phép dùng để liên lạc và hồi phục.
các trang bị được cô đem theo bên trong cơ thể Slam của mình thay vì túi ma thuật như những NPC khác. Có thể nói, năng lực của Solution vẫn chưa được khám phá hết, bởi lẽ chúng ta vẫn chưa được thấy cô thực sự tham gia một trận chiến nào cả, chỉ có lót dép chờ tương lai thôi anh em ạ. Nhân vật cuối cùng trong 6 Pleiades là Entoma Vasilia Zeta, nữ chiến hầu Loli cao gần 3m bẻ đôi, 149cm. Chắc không ít anh em nghĩ rằng Entoma là người thấp nhất trong hội chị em nhỉ. Nhưng thực ra Shizu mới là người thấp nhất với chiều cao 145cm. Chính vì ngoại hình Loli đáng yêu cùng với bức fan art không chính xác khiến nhiều anh em hiểu lầm mà hôm nay tôi xin lấy lại công bằng cho em ấy. Đấng tối cao Genjiro đã tạo ra Entoma với ngoại hình là một cô gái trẻ với trang phục truyền thống của Nhật Bản. Mái tóc được búi hai bên với những lọn tóc trông như chân côn trùng và hai chiếc râu trên đầu. Đôi mắt đỏ ngầu không bao giờ cử động hay chớp mắt. Có một sai sót trên anime khi Entoma lần đầu xuất hiện, cô đã được cho nhắm mắt. Cái miệng của cô khá dễ thương nhưng không bao giờ mở ra kể cả khi nói. Hình dạng thật của Entoma là một người nửa nhện. Ngược lại với cô chị Solution khoe da khoe thịt làm vũ khí, trang phục của Entoma phủ kín người, chỉ để lộ khuôn mặt, nếu anh em coi đó là khuôn mặt. Nói vậy bởi lẽ cô không có dạng người hoàn toàn như các chị em, hình dạng chúng ta nhìn thấy chỉ là lớp ngụy trang, với khuôn mặt là một con bọ mặt nạ Maskbug và giọng nói từ một con bọ mồi Lipbug. Khuôn mặt thật nằm sau lớp mặt nạ sẽ làm nhiều anh em hết hồn chim én. Nó giống như mặt của một con nhện với 8 con mắt, một cái miệng lớn đầy răng và giọng nói trầm ồm đúng chất quái vật. Những lọ tóc trên đầu sẽ trở thành những cái chân nhỏ và 4 chân nhện lớn xuất hiện ở sau lưng. Chắc không ít anh em bỏ rơi waifu này khi nhìn thấy chân thể của em ấy nhỉ. Sở dĩ Entoma nhện nhọ như vậy vì đấng tối cao của cô cũng khá liên quan đến nhện khi anh ta có khả năng tạo mạng nhện. Về tính cách, Entoma là một trong 3 chị em thích ăn thịt người. Tuy nhiên Yuri vẫn đánh giá cô là một đứa em gái ngoan biết vâng lời. Như một meat lover chân chính, cô không bận tâm loại người cô ăn mà chỉ quan tâm tới bộ phận và chất lượng thịt. Thứ thịt yêu thích của cô là phần bắp tay rắn chắc của đàn ông. Nếu không có thịt người, cô sẽ chuyển sang ăn món ăn vặt gọi là bánh quy xanh hoặc ăn những con rán của Kyohuko tại viên nang đen, giòn bên ngoài, mềm mại bên trong. Cô không thể cầm được nước miếng của mình khi đói và đứng trước đồ ăn ngon. Mặc dù coi con người như đồ ăn nhưng bản chất của cô không phải ác độc. Với karma âm 100, cô sẽ không giết những người không liên quan, không động đến mình. Entoma luôn thích săn mồi bằng cách đan mạng nhện. Cô thường xuyên đói bụng và xin được phép đan mạng nhện để bắt mồi ở căn nhà gỗ bên ngoài Nazarick. Cách này thực sự không hiệu quả lắm ở khu vực xung quanh Nazarick, nhưng có lẽ thứ mà Entoma tận hưởng là cảm giác rình mồi. Anh em có thể xem qua tập manga ngắn Entoma-chan is Hungry để hiểu rõ thêm độ phàm ăn và cute của em ấy nhé. Biết đâu, đọc xong lại quay ra sim ẻm đấy. Với sức mạnh, Entoma có level 51, trong đó tổng cấp độ chủng tộc là 12, class đã biết gồm Arachnoid level 10, còn lại 2 level chưa rõ. Tổng cấp độ nghề nghiệp là 39, các class bao gồm Talismancer level 10, Talisman Shooter level 7, Entomomancer level 7, Weapon Master level 3, còn lại 12 level chưa rõ. Chỉ số cơ bản: máu 43, mana 31, tấn công vật lý 32, phòng thủ vật lý 30, nhanh nhẹn 33, tấn công phép 36, phòng thủ phép 35, chống chịu 33, tuyệt kỹ 41, tổng 314. Entoma là NPC có chỉ số đồng đều nhất, rất phù hợp với cách chiến đấu của ma pháp sư hệ tâm linh. Hơn nữa, là một Entomomancer, cô có thể triệu hồi nhiều loại côn trùng và điều khiển chúng tùy ý như dùng làm vũ khí hoặc cho phép tự chiến đấu độc lập. Ngoài ra, cô cũng có thể sử dụng thêm bùa chú để hỗ trợ việc triệu hồi côn trùng, sử dụng như ma pháp tấn công hoặc dán lên người để tăng cường sức mạnh. Mặc dù có lợi thế trong tấn công, vũ khí từ côn trùng lại có một vài điểm yếu như chúng phải tự mình chống chịu những đòn tấn công phép, hay côn trùng từ bùa chú sẽ tốn thời gian để triệu hồi. Khả năng chiến đấu của Entoma vẫn cực kỳ đa dụng trong đội hình, có thể đánh cận chiến hoặc tấn công tầm xa bằng cả côn trùng và phép, triệu hồi quái vật lại vừa có khả năng hỗ trợ. Tại Nazarick thì sức mạnh của Entoma chỉ ở mức trung bình, nhưng tại tân giới thì cô vẫn là một con quái vật rất mạnh. Chỉ dùng sức mạnh thể chất, cô có thể chặn được đòn tất sát của Blue Rose Gagarin một cách dễ dàng. Thứ mà chỉ có một số ít thiên tài sử dụng được võ kỹ phòng ngự cao cấp Invulnerable Fortress mới có thể đỡ được. Tốc độ và phản xạ của Entoma rất tốt, đủ để một mình chống lại cả hai mạo hiểm giả Adamantine mà không tốn một giọt mồ hôi. Một đặc điểm nổi bật khiến Entoma mạnh mẽ trong trận combat đông người đó là chủng tộc côn trùng. Cô có đến 8 con mắt và một đôi râu giúp việc quan sát và cảm nhận mọi thứ xung quanh rất tốt. Nó giúp cô hạn chế điểm mù trong chiến đấu. Entoma rất cẩn thận trong giao tranh, cô thường thăm dò năng lực của đối thủ trước rồi mới quyết định phương thức chiến đấu. Tuy nhiên cô lại rất dễ bị kích động và trở nên nóng nảy nếu đối phương làm bẩn bộ đồ đấng tối cao ban cho cô hoặc bất kính đối với các đấng tối cao. Trận chiến của Entoma với 3 thành viên Blue Rose có lẽ đã cân bằng hơn nếu cô không mất bình tĩnh và Evil Eye không sở hữu chiêu Vermin Bane. Giờ chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về kỹ năng và trang bị của Entoma. Đầu tiên là kỹ năng triệu hồi côn trùng, Maskbug, bọ mặt nạ, một con bọ có kích thước và hình dạng gần giống với khuôn mặt con người, được Entoma sử dụng để che đi khuôn mặt thật.
Nipbuck, bọ môi, một con bọ có hình dáng như con đỉa. Mô phỏng giọng nói của người khác bằng cách ăn thanh quản của họ, Nipbuck không thể tự hồi sinh lại tại Nazareth như Pops NPC, nên sau khi bị Evil Eye giết Nipbuck cũ, Entoma đã phải tự tạo một con mới. Hiện cô đang dùng tạm giọng của Archer. Hard Armor Bug, bọ giáp cứng. Con bọ hình khiên, sử dụng để đỡ đòn của Gagarin một cách dễ dàng. Bladebug, bọ kiếm. Con bọ có hình dáng thanh kiếm bản rộng, dễ dàng cắt xuyên giáp của Gagarin, có thể phóng về phía kẻ địch và tự thu hồi. Thousand Lash Bug, bọ nghìn roi. Con bọ mạnh nhất mà một Entomomancer như cô có thể triệu hồi. Nó giống như một con rết khổng lồ được sử dụng như một chiếc roi. Nó rất cứng và di chuyển không theo quỹ đạo như vũ khí thông thường, nên rất khó đối phó. Bulletbug, bọ đạn. Những con bọ có kích thước 3cm, hình dáng giống viên đạn. Chúng có thể lao đi như những viên đạn theo hướng người triệu hồi chỉ định, xuyên qua sắt thép thông thường và cả một thân cây lớn. Entoma có thể triệu hồi số lượng lớn rồi bắn chúng liên tục như súng máy. Giant Beetle, bọ cánh cứng khổng lồ. Đúng như cái tên, nó là một loại bọ to lớn chuyên dùng để vận chuyển. Tiếp theo, kỹ năng bùa chú cũng được Entoma sử dụng. Thunderbird Talisman, sử dụng một lá bùa, tạo ra một con chim làm từ sét bay về phía đối tượng, gây ra sát thương hệ lôi. Thunderbird Flurry Talisman, sử dụng một lượng lớn bùa, tạo ra một đàn chim sét kích thước nhỏ hơn Thunderbird Talisman, gây sát thương hệ lôi trên diện rộng. Spider Talisman, sử dụng 4 lá bùa, triệu hồi một con nhện lớn chiến đấu độc lập, phép này tương đương phép triệu hồi bậc 3. Explosive Talisman, sử dụng một lá bùa tạo ra một vụ nổ dữ dội. Sharp Cutting Talisman, sử dụng một lá bùa gây ra đòn dạng cắt, chém về phía mục tiêu. Piercing Wind Talisman, sử dụng một lá bùa tạo ra một cơn gió mạnh về phía mục tiêu để gây sát thương hệ phòng. Strengthen Self, sử dụng một lá bùa dính vào bản thân để tăng cường sức mạnh. Ngoài ra, Entoma còn có các kỹ năng khác như Spiderweb, bắn ra lưới nhện từ miệng với khả năng bắt dính đối tượng. Splashing Spiderweb, tương tự chiêu Spiderweb nhưng uy lực hơn, tác dụng như một đòn dạng chém có thể phá tan chiêu Crystal Wall của Evil Eye. Breath of Fly, con át chủ bài của Entoma. Entoma tạo ra một bầy ruồi xuất hiện từ miệng. Chúng không ăn thịt mà chỉ đẻ những quả trứng lên da thịt nạn nhân. Những quả trứng sẽ nở ra những con giòi ăn thịt nạn nhân từ bên trong rồi phát triển thành ruồi. Cứ như thế lặp đi lặp lại, số lượng tăng lên theo cấp số nhân với tốc độ phát triển chóng mặt. Entoma có thể sử dụng ma pháp kinh khủng này 3 lần một ngày. Entoma còn có khả năng liên lạc tầm xa bằng ma pháp message và mô phỏng hình ảnh 3D, nên cô thường được tham gia truyền tin và giám sát các chiến dịch. Thêm một thông tin thú vị đó là Entoma Valiza trong tiếng Hy Lạp nghĩa là Insect Queen, nữ hoàng côn trùng. Entoma có mối thù sâu đậm với Evil Eye. Sau khi gặp lại Evil Eye, Entoma động tác đe dọa khá cute. Sau chiến dịch Gehenna, Entoma quyết định không dùng con bọ môi mới ngay mà giữ nguyên chất giọng quái vật để nhớ về mối thù của mình. Cô bày tỏ nguyện vọng với Ains, xin được giết Evil Eye và lấy giọng của cô ấy khi có cơ hội. Người cuối cùng trong đội hình Pleiades Seven Sisters mà tôi và anh em tìm hiểu hôm nay là chỉ huy Aureole Omega. Cô được coi là em gái út trong 7 chị em. Cô không ở cùng các chị em mà giữ chức thủ vệ khu vực của Cherry Blossom Sanctuary, thánh địa hoa anh đào tại tầng 8. Nhiệm vụ của cô là quản lý các cổng dịch chuyển trong Nazareth và bảo vệ vũ khí Guild Staff of Ensogo. Chỉ có Ains mới có quyền điều động Aureole rời khỏi khu vực này. Tuy nhiên, các NPC cao cấp hơn như Albedo vẫn có thể giao việc cho cô, miễn là cô không ra khỏi khu vực của mình. Tuy sống tách biệt với các chị em và chỉ giao tiếp qua ma pháp, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt. Aureole là một con người hiếm hoi tại Nazareth và cũng là con người duy nhất không bị các NPC tại Nazareth coi thường. Cô thuộc chủng Immortal Human, người bất tử. Cô có một ngoại hình của một thiếu nữ, mặc trang phục như một Miko Nhật Bản truyền thống, quần Hakama đỏ và áo Haori trắng. Chưa có hình ảnh chính thức của Aureole, nhưng trong bức tranh vẽ về các NPC level 100 của Nazareth có thấp thoáng một nhân vật nữ có hình dáng giống với miêu tả về cô ấy, nên ta có thể đoán đó chính là Aureole. Theo Solution, cô là một người hành động theo lý trí, trái ngược hoàn toàn với chỉ huy còn lại là Sebas. Yuri thì miêu tả cô là một người lạc quan, cách nói chuyện của cô ấy rất bình tĩnh với một giọng nói nhẹ nhàng. Về năng lực, Aureole Omega nằm trong số ít NPC có level 100. Tuy nhiên, do có ít đất diễn nên chúng ta chưa có dịp chiêm ngưỡng tài năng của cô. Có thể coi Aureole là bộ trưởng bộ giao thông bên trong Nazareth. Bất kỳ ai sử dụng cổng dịch chuyển sẽ phải trải qua sự giám sát của cô. Nếu đó là kẻ địch, cô sẽ dùng một loại cổng chưa xác định dịch chuyển đến khu vực cô lập do cô lựa chọn. Cô thuộc class chỉ huy, nên kỹ năng nổi bật là chỉ huy chiến thuật và buff đồng đội. Trong trận đánh của Ains với Jadabaoth và các Doppel Pleiades, Ains cho rằng cô là người đứng sau chỉ huy họ cũng như là buff sức mạnh cho các nữ chiến hầu pha kè này. Điều này giúp cho các Doppelganger giả dạng chiến hầu này tuy không copy được 100% sức mạnh, nhưng lại có sức mạnh chiến đấu cao hơn và phối hợp nhuần nhuyễn hơn bản gốc. Ví dụ, Shizu đã có thể phá vỡ chênh lệch cấp độ để làm gián đoạn việc Ains thi triển ma pháp. Còn đội chiến hầu thì phối hợp tấn công hỗ trợ ăn ý. Chỉ tiếc rằng Ains quá mạnh, cộng với việc họ chưa làm chủ được sức mạnh của mình, khả năng chiến đấu trực tiếp của Aureole chưa được nhắc đến, nhưng đây chắc chắn là một nhân vật rất mạnh level 100. Về kỹ năng, hiện chỉ biết Aureole có thể sử dụng phép Gate, phép dịch chuyển cao cấp nhất và một kỹ năng đặc biệt giúp cô xác định vị trí của thành viên Pleiades.
Về trang bị, cô từng được giao cho một vật phẩm cấp thế giới nhưng sau này nó lại được giao cho Shaltier. Thế là tôi đã hoàn thành series về các Pleiades. Hy vọng nó sẽ giúp anh em hiểu hơn và yêu thích hơn các nữ chiến hầu xinh đẹp tài giỏi này. Và hãy cứ yên tâm rằng video về Overlord còn trở lại với rất nhiều những điều hay ho thú vị. Như lệ thường, hết nội dung nhưng video vẫn chưa hết, và đó là chương trình mỗi cuối video mượn lời MC trả lời comment. Câu 1, Nam Quýt, sợ khai thác hết nội dung hay sao mà làm lan man thế? Comment ở video này à? Và bạn Quốc Bảo Lê cũng tựa thế, content gần cạn rồi mà. Ui giời ơi, ý anh em là video này à, lan man à? Cái này thì chắc tôi chỉ cười nhẹ cái thôi nhá, còn lại nhờ anh em trên kênh trả lời câu này. Còn mình xin phép trả lời đơn giản thế này nhá. Cạn nội dung khai thác thì kênh nào, chứ kênh mình thì chắc là cũng lâu lâu đấy anh em ạ. Sơ sơ mình với anh em team Overlord tính phải được chắc hơn 120 đến 150 chủ đề rồi đấy. Nên anh em nào nói sắp cạn thì nên suy nghĩ lại nhá. Còn chưa tính tới những thứ như là ra volume mới rồi có thêm thông tin để khai thác, rồi chưa tính đến giả thuyết, chưa tính đến dự đoán, chưa tính đến phân tích đúng sai này nọ. Team tôi còn đang lo sợ anh em có đủ kiên nhẫn để theo dõi hết không ấy chứ. Câu 2, Phan Thành Phát, làm việc cái khác đi, về Mitsuku Tensei vừa đác vừa chán, không có gì thú vị hết, biết mẹ hết rồi. Hạn hán lời với comment này của anh em được luôn ạ, để tôi khai thông bóng tối cho anh em thêm nhá. Slam Rimuru giết cả vạn người chẳng lẽ không đác, Overlord lại kêu không đác đi, SAO chơi game chết trong game là chết hẳn, không đác hả anh em? Anh em muốn không đác thì mời anh em đi xem bài ca Good Job cùng các cháu nha, bao không đác luôn. Tiếp nha, Mitsuku Tensei chán không có gì thú vị. Anh em vui lòng tìm hiểu những thành tựu mà Mushoku đạt được giữa hãng quay lại đây gáy nhá. Anh em nói thế càng chứng tỏ hai điều. Một là anh em chả đọc gì manga cũng như web novel hay light novel của bộ này cả. Hai là anh em là một con ếch xanh ngồi trong một cái giếng. Còn cái anh em kêu anh em biết hết là Zamba cái spoil chỉ làm theo wiki, rồi lượn lờ Facebook lượm nhặt Zamba cái thông tin sau phủ ngực kêu biết hết à? Còn anh em tự tin đọc hết, tìm hiểu hết web novel, light novel và manga mà gáy được câu đấy thì càng chứng tỏ não anh em chỉ để đóng tủ kính thôi. Vậy nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các chuyên mục trả lời comment lần sau. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em trên HD Tộc Anime.